Nó được biết đến là một cái loại thuốc quý trong đông y, và ngoài tác dụng chữa bệnh ra thì nó còn là một cái loại thức uống mà nó thanh mát, giải nhiệt rất tốt cho cơ thể. Và ngoài ra thì nó còn giúp chúng ta giảm cân và làm đẹp da nữa. Thì cách nấu trà nó cũng đơn giản lắm các bạn. Sau đây thì mình sẽ vào bếp để thực hiện, thì mình mời các bạn cùng theo dõi nhé. Và để làm món này thì nguyên liệu mình chuẩn bị là 200g đậu đen. 200g đậu đen này mình mua 8.000 đồng á các bạn, nó rất là rẻ luôn á. Và các bạn nên chọn cái loại đậu mới, cái loại đậu mà các bạn cầm lên á, nó không có dính bụi trên tay nhiều á các bạn, là đậu mới và nó không có sâu mọt á. Và thêm một lưu ý nữa là các bạn nên chọn cái đậu đen xanh lòng thì nó sẽ tốt hơn. Đậu đen xanh lòng thì nó sẽ có cái hạt bóng và cái hạt nó nhỏ hơn đậu này. Còn đây mình mua cái đậu đen trắng lòng nè, nó không có tốt bằng, tuy nhiên thì nấu nó uống cũng rất là ngon. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi rửa cái đậu này cho nó thật là sạch. Rồi mình đổ đậu vào cái tô nước như vậy nè các bạn, rồi mình dạo lên. Nếu mình thấy đậu nó nổi lên á, là những đậu lép và hư á. Còn đây mình mua được cái đậu nó mới nè, cho nên mình chỉ đem rửa sạch là được rồi. Đậu đã được rửa sạch không thì mình sẽ để cho ráo nước và mình chuẩn bị đi rang đậu. Đậu đã được ráo nước rồi thì mình sẽ cho hết vào chảo này để mình rang đậu nè. Thì để rang đậu thì mình sẽ bật cái lửa nhỏ, mình rang từ từ. Rang đậu nó nứt ra nè các bạn, nó thơm lắm luôn á. Mình sẽ bóp ra một hộp để mình xem thử. Cái đậu mình nó có cái màu vàng ngà ngà nè các bạn. Và mình ăn thử á, mình thấy nó chín là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình nhắc cái chảo đậu này xuống. Và tiếp theo để nấu đậu thì mình sử dụng là 2 lít nước. Mình cho vào cái xoong này. Thì tùy theo mình thích đặc hoặc lỏng thì mình cho nước nhiều hay ít. Ở đây thì mình thích đậm đặc hơn, cho nên mình sử dụng 2 lít nước. Rồi sau đó mình cho cái đậu đã rang vào. Và để cái trà của mình á, nó thơm và nó ngon hơn khi mình uống á, thì mình sẽ cho thêm một ít lá dứa nữa. Lá dứa thì các bạn có thể dò dập hoặc là xé nhỏ nó ra. Rồi xé xong như vậy nè, thì mình sẽ cột lá dứa lại và mình cho vào nồi. Rồi như vậy là mình bắt lên bếp mình nấu được rồi đó các bạn. Nấu đậu thì lúc đầu mình sẽ bật bếp, mình nấu với cái lửa lớn. Mình nấu đến khi cái đậu của mình nó sôi lên á, thì mình sẽ đậy nắp lại và mình giảm lửa nhỏ. Mình nấu một lúc thì mình mở ra mình xem. Mình xem cái đậu nè, cái này đậu nó chưa chín đâu. Mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu tiếp. Đây, cái đậu này mình nấu được 20 phút rồi nè các bạn. Đó, mình dùng cái giá mình vớt đậu lên mình xem thử. Đó, mình thấy đậu nó nở bung ra và nó chín này nè. Là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nha.
Rồi như vậy là mình để nguội mình uống được rồi. Tuy nhiên thì mình để cho cái nước nó ngon hơn á, mình cho thêm một muỗng đường phèn nè. Mình cho vào mình khuấy cho nó tan ra, để cho khi mình uống á, nó cái vị ngọt ngọt thanh thanh á, dễ uống hơn á các bạn. Xong rồi, bây giờ mình sẽ nhắc xuống, mình để nguội là thưởng thức được rồi. Giờ cái nước đậu nó đã nguội rồi, thì mình sẽ múc ra ly và mình thưởng thức. Đó các bạn nè, cái nước mà mình nấu đạt đó các bạn, là cái nước đậu nó sẽ có cái màu đỏ nâu đậm như vậy nè. Đó, nó thơm lắm á các bạn. Nó thơm cái mùi đậu gan lên và cái mùi lá dứa rất là hấp dẫn luôn. Mà mình nghe mùi là mình muốn uống rồi đó các bạn. À, đây là ly đậu đen của mình đây. Đó, các bạn nhìn nè. Đó, nhìn nó hấp dẫn vậy nè. Bây giờ mình sẽ uống thử một miếng nha. Thơm lắm các bạn. Thơm của cái mùi đậu gan và cái mùi lá dứa nó hòa quyện lại, và nó uống vào nó có cái vị ngọt mát của đường phèn, rồi cái gan ngọt của cái đậu, rất là ngon luôn. Trà đậu đen này nó vừa ngon, vừa bổ lại ghẻ nữa, mà đặc biệt nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thì các bạn hãy làm thử để cho gia đình mình thưởng thức nha. Đến đây thì cái món trà đậu đen của mình đã được làm xong rồi đó các bạn. Thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video tiếp theo. Giờ thì mình xin cảm ơn các bạn đã xem video này.